cổ động viên Malaysia nói lời bất ngờ về trận thua của đội nhà trước Việt Nam. Cổ động viên Malaysia phản ứng bất ngờ về trận thua của đội nhà trước U23 Việt Nam. Tại vòng bán kết U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam có chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Malaysia, qua đó ghi danh vào trận chung kết với Indonesia với thành tích toàn thắng. Chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhận được sự ngợi khen của truyền thông Đông Nam Á và sự thán phục của các cổ động viên Malaysia. Tài khoản Facebook có tên Phát Fadli để lại bình luận khá gay gắt về trận thua của đội nhà, vỡ trận rồi. Đây chỉ là giải đấu ở ao làng thôi mà sao chúng ta có thể thi đấu tệ như vậy? Thôi giờ đến lúc về nhà và tập luyện để hướng tới các giải sau. Một cổ động viên khác lại cho rằng U23 Malaysia không quá coi trọng thành tích ở giải đấu này. Xin lỗi nhưng sao chúng ta phải buồn vì trận đấu này nhỉ? Ở vòng loại U23 châu Á 2024 sắp tới, U23 Malaysia sẽ mang đội hình mạnh nhất để giành chiến thắng. Trong khi đó, Hanafi Fay lại cho rằng U23 Malaysia không còn chung mâm với những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á khác. Malaysia sẽ không bao giờ cạnh tranh được với U23 Việt Nam. Có lẽ vào lúc này chúng ta chỉ nghĩ đến việc giành chiến thắng trước Đông Timor và Lào mà thôi. Sau trận đấu, nhiều cổ động viên Đông Nam Á dành cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhiều lời khen ngợi. Họ cho rằng Việt Nam đã thi đấu một trận hay và có chiến thắng xứng đáng. Cầu thủ Malaysia có vẻ rất lo sợ mỗi khi gặp đối thủ Việt Nam, cổ động viên Gama Yudan Ankanta viết. Đông Nam Á dường như thuộc về Việt Nam và Thái Lan. Indonesia thì phong độ vẫn còn lên xuống thất thường, cổ động viên Abradi viết. Trận tranh hạng 3 giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 giữa Thái Lan và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 26 tháng 8 trong khi trận chung kết của U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia được tổ chức sau đó vào lúc 20 giờ. Cả hai đội sẽ chỉ có hơn một ngày nghỉ ngơi sau trận bán kết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.